khi chơi Playtogether vào lúc 2 giờ sáng. Lúc này hầu như mọi người đều đã ngủ hết, chỉ còn lại các cú đêm cày game online. Nhưng mọi người lại chủ quan và không biết một điều rằng, thời gian này là thời gian ma quỷ hoành hành, không chỉ trong cuộc sống mà còn trong cả game. Nếu để ý kỹ, bạn chơi game vào ban ngày sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng khi bạn chơi game Playtogether, đặc biệt vào lúc 2 giờ sáng, thì bạn sẽ gặp một cái bóng đi theo cô bé khả ái. Cái này còn phải tùy thuộc vào người chơi, nếu không may bạn gặp cái bóng đó thì bạn tắt máy đi ngủ ngay còn kịp. Khải ái là một nhân vật trong môn của tựa game Playtogether và cô bé đi vòng vòng xung quanh môn. Tuy nhiên vì một số lý do nào đó mà cộng đồng Playtogether lại gắn ghép cô bé với rất nhiều truyền thuyết kinh dị, trong đó nổi bật nhất là câu chuyện về một bé cùng tên là Khả Ái ở Trung Quốc và cô bé lại bị cuốn vào thang máy và qua đời. Từ đó, nhiều người chơi trong cộng đồng Playtogether đã tạo nên một truyền thuyết khá kinh dị về nhân vật khả ái này trong game, như là nếu mọi người canh vào lúc 21 giờ 30 phút thì mọi người vào game sẽ thấy mặt cô bé buồn